Nam mô Đức Tổ Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch thầy. Hôm nay là chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 21 tháng 4 năm Canh Tý, ngày tu học quán niệm của tứ chúng. Hôm nay cũng là cơ duyên lành để chúng con cùng nhau thực tập, cùng nhau chế tác năng lượng niệm định tuệ tập thể. Tứ chúng đồng tu chúng con nhân ngày biểu hiện và tiếp nối thầy, xin được đánh lễ bày tỏ lòng thương kính biết ơn dâng lên lời tác bạch. Chúng con kính bạch thầy, chúng con ghi nhớ lời dạy của các thế hệ tổ tiên: cây có cội, nước có nguồn. Chúng con là sự tiếp nối của Bụt và của thầy. Thầy là cội nguồn, là gốc rễ tâm linh dồi dào sự bình an và tệ giác, là nơi nương tựa vững vàng cho chúng con. Chúng con ý thức rằng mình thật may mắn sinh ra trong đời được gặp giáo pháp của Bụt, được nương tựa vào tăng thân, được nương nhờ ơn thầy giáo dưỡng, khai mở những nguồn suối tuệ giác và từ bi. Nhờ sự soi sáng và nâng đỡ của thầy, chúng con tiếp xúc sâu sắc hơn về lẽ thực cuộc đời, thực tập hướng sống có chánh niệm mỗi ngày thêm sâu sắc, nuôi dưỡng tổ tiên và con cháu của chúng con bằng cách sống đơn giản mà hạnh phúc trong ăn uống và tiêu thụ. Chúng con nguyện mở lòng học hỏi và hành trì những kinh nghiệm và tuệ giác của thầy để có khả năng thay đổi các thói quen chưa lành mạnh trong ăn uống, tiếp xúc, tiêu thụ bằng sự nuôi dưỡng và duy trì các yếu tố lành mạnh cho thân tâm và môi trường, chuyển hóa dần những ham muốn và tập khí đua đòi theo cách sống thế gian. Chúng con nguyện tiếp nhận, duy trì, gìn giữ và nuôi lớn nguồn tuệ giác mà thầy đã trao truyền cho chúng con, vì đây là một gia tài tâm linh vô cùng quý giá. Chúng con nguyện tiếp tục thực hiện chí nguyện độ sinh, và chí nguyện ấy được biểu hiện cụ thể bằng đời sống chánh niệm trong nói năng hành xử. Chúng con nguyện chuyển hóa những tập khí xấu trong chúng con và giúp được người đương thời chuyển hóa những khổ đau của họ, mở ra cho các thế hệ tương lai những pháp môn thích hợp có khả năng giúp họ đem đạo Bụt áp dụng vào trong nhiều lĩnh vực của sự sống. Chúng con nguyện thực tập bước chân đi trong sự bình an và vững chãi, duy trì hơi thở chánh niệm để có thể sống an trú trong giờ phút hiện tại, để giúp nuôi dưỡng hạnh phúc cho cuộc đời và thiết lập năng lượng xây dựng chuyển hóa được mở rộng tương ứng khắp nơi. Chúng con nguyện nhìn nhận nhau là anh chị em trong cùng một gia đình tâm linh, bởi vì chúng con biết rằng tất cả chúng con là đệ tử của Bụt, là con cháu của thầy. Nguyện chăm sóc nhau, lắng nghe và nhìn sâu để thấy và biết được những khó khăn và khổ đau của nhau, để hiểu, để thương và để giúp nhau trong công trình chuyển hóa. Chúng con phát nguyện thực tập hạnh ái ngữ và lắng nghe để nuôi dưỡng tình huynh đệ trong tăng thân, xóa bỏ mọi hiềm hận, giận hờn, kỳ thị, để có thể nương vào nhau mà đi trên con đường thành tựu đạo nghiệp. Chúng con nguyện đi trên thực địa, trở về ý thức được hình hài, đi vào địa xúc trong từng bước, thấy được nhiệm màu mỗi phút giây. Chúng con biết chỉ khi nào chúng con làm được như thế thì chúng con mới xứng đáng
làm đệ tử của Bụt và làm đệ tử của Thầy. Chúng con nguyện làm được như vậy, chúng con mới xứng đáng là sự tiếp nối của Thầy. Nhân ngày biểu hiện và tiếp nối của Thầy, chúng con nhất tâm nguyện cầu Tam Bảo khắp mười phương, gia hộ che chở cho Thầy được sức khỏe nhiều hơn, bệnh đau thuyên giảm, pháp lạc tăng trưởng thâm sâu. Chúng con cúi xin Thầy chứng minh cho tấm lòng thành kính và hiếu thảo của chúng con như phẩm vật quý giá nhất của sự cúng dường để mừng ngày biểu hiện và tiếp nối Thầy. Chúng con kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng. Hôm qua anh em cho biết là ngày này sẽ tổ chức ngày tiếp nối của con, thì con mới nghĩ là tiếp nối là gì. Thì khi mà mình sống ở đời, mình luôn luôn tiếp xúc, không có ai mà không có đối tượng để tiếp xúc suốt ngày. Nhưng mà nếu sự tiếp xúc nào mà nó đưa tới cái nuôi dưỡng, cái an lạc, cái thảnh thơi, thì cái đó mới thực sự là tiếp nối. Còn tiếp nối mà không có cái nội dung an lạc vững chãi thảnh thơi thì đó là một sự giao thoa mà không có phẩm chất. Cho nên tiếp nối là đưa tới an lạc, còn tiếp xúc bình thường thì đưa tới cô đơn. Cho nên cuộc đời này người ta không có tiếp nối được cuộc sống, cho nên luôn luôn ở trong trạng thái cô đơn. Mà khi mà mình tiếp xúc với cái gì mà nó có an lạc thảnh thơi tự do, thì ở trong sự tiếp xúc đó nó có niềm, nó có định và nó có từ. Bất cứ cái gì mà đến sáu giác quan của mình đều phát sinh niềm định tuệ hết, đó là cái lẽ sống mà sư ông dạy trên cái tờ lịch ngày hôm nay 14/6/2020, tức là 23/4 nhuận năm Canh Tý. Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở là những phương pháp thần diệu để nhập tâm và tỉnh ý. Thì phương pháp của Đức Thế Tôn là vô lượng vô biên, nhưng mà ngài nói để được con đừng có lo, ta sẽ trao truyền cho mấy đứa con cái phương pháp là nắm lấy hơi thở. Mà nắm lấy hơi thở có nghĩa là nhận diện đơn thuần. Nắm đây tức là không có can thiệp mà không có rời xa. Cái đó gọi là nắm hơi thở. Mà không có can thiệp vào và không rời xa là con người tự do. Bởi vì mình một là rời xa, mà hai là nắm chặt, can thiệp. Mà nếu mình sống được như vậy đó thì rất là lạ kỳ. Theo giáo lý tương tức của Đức Thế Tôn, mỗi khi mà mình tiếp xúc với bất cứ cái gì mà đúng chánh pháp đó, thì con người mình có một cái năng lượng lan tỏa ra cùng khắp vũ trụ này, mà trước hết là người thân của mình. Một cuộc đời này, bởi vì phần lớn gặp chánh pháp, cho nên đối tượng nào đối với mình cũng có sự xung khắc, có sự đố kỵ, có sự kỳ thị. Nhưng mà khi mình trở thành ra an lạc thảnh thơi vững chãi rồi, thì cái năng lượng đó
nó hóa giải cái xung khắc, cái đố kỵ, cái kỳ thị của cái đối tượng. Cho nên mình về đối tượng trở thành hòa bình. Có thể đối tượng không hòa bình, luôn luôn chiến tranh. Nhưng mà cái năng lượng của mình đến với vị đó, với đối tượng đó là hòa bình. Cho nên là chúng thấy mình ở trong chúng xuất gia, mình ở trong gia đình cư sĩ, hay mình đi làm việc ở các cơ quan, cơ sở, luôn luôn xung khắc. Mà lắm lúc mình rất thương, rất muốn sửa đổi cái xung khắc đó để trở thành một cái gì êm đẹp, thảnh thơi, mà gần như vô vọng. Và mình cảm thấy bất lực, buông xuôi. Đó là mình không biết chân pháp, cho nên mình rơi vào tuyệt vọng. Còn mình biết chân pháp rồi đó, thì mình cứ tiếp xúc, cứ thành thái, cứ tự giác. Mà đối tượng mình không có trở về với chánh pháp, không có tự do được, thì càng khó khăn mình mới bao nhiêu, thì cái thành thái tự do an lạc vững chãi nên mình càng lớn lên bấy nhiêu. Cho nên đời khổ lụy, mà mình thì thoát vòng tục lụy. Đó là ý nghĩa của trao truyền và tiếp nối. Cho nên người muốn là được tiếp nối, được trao truyền, thì nên thực tập hơi thở, có ý thức hơi thở chánh niệm, như bài thi kệ sư ông dạy cho mình. Vậy thì tổ chức ngày tiếp nối là để làm gì? Để sống với cái tuệ giác đó, để dìu dắt nhau, để nhớ lên. Đúng ra là tiếp nối là 365 ngày trong từng sát na một, nhưng mà mình tổ chức một cái ngày là làm cái mốc để mà thức tỉnh, để mà đánh đồng, để mà tạo một cái duyên xúc tác cho mọi người nhớ đến con người mình là con người xứng đáng có khả năng để tiếp nối. Mà khi tiếp nối thì trao truyền. Cho nên hai cái chữ tiếp nối trao truyền tuy nó khác nhau, nhưng mà hệ có tiếp nối thì có trao truyền, mà có trao truyền thì có tiếp nối. Bởi vì mình trao truyền là trao truyền cái gì? Trao truyền tuệ giác. Mà mình trao truyền tuệ giác có nghĩa là mình có tuệ giác, thì đương nhiên mình có tiếp nối. Cho nên nói thì nhiều cách lắm, nhưng mà nó tương trung tương nhập. Đó là giáo lý, đó là lẽ sống mà Đức Thế Tôn giác ngộ suốt bao nhiêu năm mày mò tìm kiếm, và cuối cùng từ tu tập và thành đạt được. Và từ ngày Ngài thành đạt là thế giới này bước qua một trang sử mới, qua một nếp sống mới. Cho nên quý đại chúng thấy tường bụt ở đây là để hai cái tay thế này, đó là tư thế của thành đạo. Còn ở dưới nhà ăn và trên thiền đường này thì cứ tư thế là cái tay mặt là để xuôi, còn cái tay này để như là tư thế thành đạo thôi. Thì tường đó gọi là địa xúc. Mà địa xúc là khi Đức Thế Tôn tu gần thành đạo rồi á, thì ma vương nó xuất hiện, nó hỏi là nhà ngươi là ai, tu hành bao nhiêu năm mà dám nghĩ rằng còn một thời gian ngắn nữa là nhà ngươi trở thành bậc giác ngộ, ai làm chứng cho cái điều nhà ngươi nghĩ? Thì Đức Thế Tôn cười, ngài nói trái đất này làm chứng cho điều ta tuyên bố, ta suy nghĩ. Thì ngài để cái tay như vậy đó, thì quả đất rung động là ma vương rủ rồi. Mà cái này được diễn tả trong sản pháp địa xúc. Cho nên mình chiếm ngưỡng hai tường, một tường thành đạo rồi, còn một tường sắp thành đạo. Mà sắp thành đạo là mình.
mình mới thành đạo chút chút thôi, phải không? À, con mình sắp thành đạo. Thành đạo nhiều ít là tùy, nhưng mà sắp. Hành giống như là nhập lưu hướng, nhập lưu quả. Mình đang là nhập lưu hướng. Thì thờ cái tượng đó để nhắc mình là mình phải địa xúc. Mà địa xúc tức là tiếp nối trao truyền. Vậy thì ai là được tổ chức tiếp nối? Thì câu trả lời là mọi người. Bây giờ ngoài đời trẻ em, dù rất nhỏ cũng được có em, có gia đình tổ chức ngày sinh nhật rất rất là linh đình. Và đôi lúc chụp ảnh rồi in lên lịch và in lịch ra để làm quà nữa. Cho nên cái tiếp nối mà gọi là để kéo dài cái sự có mặt của cá nhân đó, của loài người rất lớn trong mọi người. Thì ở chùa cũng có tiếp nối. Đó là tiếp nối về huyết thống. Mà tiếp nối huyết thống á, là phần lớn đi về hôn nhân hoặc là con nuôi. Hễ ông có con là sinh được con nuôi để làm có. Mà tiếp nối đó là tiếp nối chấp ngã. Cho nên hề lụy đau thương cùng cực. Còn trong chùa hôm nay mình tổ chức như vậy cũng tiếp nối. Nhưng mà không đi về hôn nhân, mà đi về tăng thân. Mà đi về tăng thân thì tự nhiên có anh, có em, có chị, có cha, có mẹ, có con, có cháu. Mà không cần phải hôn nhân gì hết. Và đi về hướng vô ngã. Cho nên thời đại này mà nếu ai có gia đình rồi thì không sao hết. Chốc nữa mình sẽ hiểu. Mà ai chưa có gia đình thì cẩn thận. Mình chọn cách tiếp nối nào. Không phải là đi xuất gia đâu. Mình ở nhà. Nhưng mà mình lập gia đình mà mình tu. Mình nương tăng thân mình tu. Mình rủ bạn bè mình tạo thành cái tăng thân địa phương mình tu. Thì như vậy là mình không cần hôn nhân mà con cháu đây đây đang. Mà con cháu này không bao giờ tuyệt chủng. Bởi vì tuệ giả của Đức Thế Tôn 2.600 năm rồi mà không tuyệt chủng. Mà không có gì bảo vệ, không có gì mà phải lo sợ hết. Từ cái sự thức của tuệ giác là như thế. Cho nên ở trong chùa thì có tiếp nối, nhưng mà đi về hướng vô ngã. Tuy vậy, những người có gia đình, họ có cơ duyên gì đó, có con, có chồng, có vợ rồi, nhưng mà họ chuyển tu cả nhà luôn. Đối với được xuất gia cả nhà mà có nơi đi xuất gia, một phần gia đình con, phần ở nhà. Nhưng mà tại gia xuất gia đều tu hết. Thì như vậy, mình có cơ duyên để tiếp nối tự do. Trở lại vô chùa đó, là có nhiều cái chùa trở thành cái gia đình. Đóng khung trong gia đình, lo cho chùa mình thôi. Cho học trò mình, cho con mình, cho đệ tử của mình như là một cái gia đình vậy. Và tích lũy về mọi thứ để trở thành một sở hữu. Và chùa rơi vào chấp ngã. À, cái trường hợp này là khó mà minh định lắm. Cho nên mình đi chùa cẩn thận, rất cẩn thận. Nhưng mà mình đừng khinh những người có ở nhà, có gia đình, có con, có cháu, có vợ, đúng đây không. Họ vẫn còn cơ duyên để bước vào con đường tiếp nối trao truyền tự do. Vậy thì chúng ta tổ chức là để nhắc nhau. Cho nên hôm nay ngồi đây thầy có một cái điều rất là vui mừng. Vui mừng là do đại chúng thương tổ chức cái ngày như thế này để nhắc nhở thầy, để nhắc nhở mọi người biết cái ý nghĩa tiếp nối mà lo cho cuộc đời của mình tốt đẹp hơn. Nhưng mà riêng thầy thì thầy có thấy khi đi tu rồi
Thầy nhìn xung quanh, thầy thấy là thầy không thể nhận học trò được. Không nhận học trò được. Bởi vì sao vậy? Vì mình tu chưa tới đâu. Là một điểm. Mình có đủ cách thức gì, có kinh tế để nước trò hết. À, đó là hai cái mối ưu tư về vật chất và tinh thần. Thì thầy nỗ lực thầy tu thôi. Thì khi mà tu mà nó có thầm vào pháp tu rồi đó, thì các em tới xin thầy á, thì thầy vẫn nhận. Là bởi vì thầy biết là con đường thầy đi á, là nó đưa tới một cái gì đó mà sáng tỏ. Cho nên thầy nhận. Em nào vô xin là thầy nhận liền. Nhưng mà thầy nói không nên nuôi học trò. Bởi vì mình có chút định tu tập. Nhưng mà nếu mình nuôi là khổ cả thầy và trò. Và mình nuôi là mình lo cho học trò đủ thứ rồi. Là đôi lúc mình không có giờ để tu, không có sức để tu nữa. Cho nên mình trở thành một cái khổ đau mà tủi nhục lắm của đời tu. Cho nên thầy nhận là thầy tìm một thầy tuệ giác, có tuệ giác, thầy gọi đến xuất gia cái gì đó. Và thầy đã may mắn tìm ra, và thầy gọi hết. Bây giờ các em mà qua thầy mà nhận là thầy gọi hết. Trừ khi ở đó không nhận nữa thì thầy cũng không nhận luôn. Và cho tới bây giờ thầy đâu có học trò đó. Quý vị nhìn cho coi, chung quanh mình là pháp về nghiêm không? Sau này có trời và trăng. Còn thầy là giác mà, giác biết. Cho nên thầy thuộc cái là dạng gọi là tu ở một truyền thống khác. Hay là mình nói theo ngôn ngữ bình thường gọi là ngoài luôn. Con cháu ngoại thôi. Nhưng mà cái may mắn của thầy là thầy nghĩ rằng cho dù mình nhận xuất gia hay không nhận xuất gia trực tiếp, mà nếu mình có phẩm chất tu thế nào, mình cũng có bạn bè, có huynh đệ, có con cháu. Và bây giờ thầy không có học trò, nhưng mà huynh đệ rất là đông. Và vì mình sống nó có thực một ít nào đó, cho nên huynh đệ xem mình như là anh, như là thầy, mà rất là tự nguyện. Giống vậy nói à, vì xuất gia cho nên cực dân đạo mình gọi mình thầy không có. Thầy không có xuống tóc cho ai hết. À, thì đó là cái may mắn mà bây giờ thầy lớn tuổi rồi mà vẫn được tiếp tục học, được tiếp tục nuôi dưỡng mà không âu lo gì cả. Cho nên là trụ trì mà không có đi đường này, thường thường là bây giờ tuổi như thầy là không còn học gì được nữa. Hắn đủ thứ, càng lớn càng nhiều việc, lu bu, rồi nhiều khi ở cái điều đó. Cho còn học trò thì đông lắm, mà đi đông đi tây hết. Ngày nào lớn chỉ là về viện chút gọi là tình nghĩa thầy trò rồi. Ai về nhà này, ai về chùa này. Cho nên thầy thấy rằng mình cơ duyên gì, tổ tiên ông bà, tổ tiên tâm linh của mình dồn rồi làm sao, xui khiến sao mà bây giờ mình rơi vào cái tình trạng mà rất là hiếm có, mà thầy rất là thỏa mãn với con đường này. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, nhân sự chia sẻ đặc biệt của đại chúng, con xin trao đổi vài điều về ngày tiếp nối như thế. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch thầy, chúng con xin ghi nhớ những lời thầy khai thị và chỉ dạy cho chúng con, để chúng con áp dụng nhiều hơn vào trong cuộc sống tu học. Chúng con xin phép thầy cho chúng con được đảnh lễ hai lễ cúng dường.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Con thành kính hướng về sư ông Làng Mai. Con kính bạch ông Thủ Tọa, tức là thầy trụ trì chùa Tự Đức. Con kính bạch quý thầy, quý sư cô, thưa toàn thể đại chúng. Con là Ngọc Sương, một Phật tử ở Nha Trang. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm sự biểu hiện và tiếp nối của thầy được tổ chức ở chùa Tự Đức, chúng con cũng có mặt ở đây để kính dâng lên thầy tấm lòng của chúng con với duyên khởi như sau. Chắc thầy vẫn chưa quên năm 1992, khi chúng con tổ chức lễ báo ân đầu tiên, chúng con được cung đón thầy từ Từ Đức về Ni Viện Diệu Quang cùng với thầy Minh Thông và Chư Tôn Đức Ni ở Ni Viện chứng minh cho lễ báo ân của gia đình tụy yện chúng con tại Ni Viện Nha Trang. Và từ đó đến nay chúng con có mặt cho đời 28 năm. Và trong quá trình tu tập của chúng con, tăng thân chúng con đã cống hiến cho làng 12 vị xuất sĩ. Từ đó, cái tình thân giữa thầy và chúng con càng thêm đậm hơn khi bóng những chiếc áo nâu mỗi ngày một nhiều rời khỏi khu vườn tự yển của chúng con. Hôm nay, được quý thầy ở chùa Tự Đức tổ chức ngày thầy biểu hiện và tiếp nối, chúng con cũng bước đi trên tinh thần tiếp nối để cùng nhau tu học và làm đẹp cho cuộc đời. Ngoài món quà vật chất, chúng con kính dâng lên thầy 4 câu thơ để làm món quà tâm linh, là: đóa hoa thầy biểu hiện, làm tươi sáng vườn con, chăm vườn là tu tập, dâng cho đời sắc son. Dạ, chúng con xin kính dâng lên thầy 2 món quà vật chất và tâm linh để mừng sự biểu hiện và tiếp nối của thầy trong cuộc đời này. Mời các em dâng quà lên thầy và cùng với con đảnh lễ thầy 2 lễ như tăng thân vừa mới lễ. Con ra quỳ lại, quỳ lại theo chuông. Thầy kính thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục những gì trước đây mình đã chia sẻ. Mình tiếp tục cái giới thứ 5 là nuôi dưỡng và trị liệu. Nó tương đương với cái giới ngày xưa đó là không uống rượu. Thì cái này là mình đã giải thích cho nhau rồi. Thí kệ, mình học đây là thí kệ. Thì dù khi sáng mình đọc một câu sư ông dạy mình trên ghi trên tài liệu đó là thí kệ. Nhưng mà thí kệ như vậy là mình thực tập chánh niệm, là thuộc về giới cho nên tăng luật. Thì khi mà mình có chánh niệm, tức là có tuệ giác,
thì mình đủ sức để mà mở cái hướng Phật hóa gia đình, cộng đồng và sinh môi. Thì cái chánh văn hôm trước mình có đọc rồi, nếu ai chưa nghe thì bây giờ lấy trong sách Lăng Mai, nó có nhiều sách lắm, ví dụ nghi thức tùng giới rồi thiền môn nhập tùng vân vân. Tại sao gọi giới này là nuôi dưỡng và trị liệu? Là vì giới này á, là thừa kế cái giới không được uống rượu, nhưng mà song có phần phát triển gọi là tân tu cho khế lý, khế cơ và khế thời. Cái này cũng dạng khá chi tiết, thì xin xem DVD đợt trước á. Thế bây giờ cái vấn đề mà mình muốn nói là giải thích ứng dụng, bây giờ chia sẻ là chia sẻ thức thực. Thì vấn đề thức thực á, nó xuất phát từ trong sách Tịnh Lặng của thầy chúng ta. Nhưng mà nếu mình chia sẻ đúng trong sách á, thì mình sẽ không có thời gian và có những đoạn rất hay nhưng mà khó hiểu. Cho nên là thầy lược soạn, và đây là bài lược soạn. Thì khi lược soạn á, mình sẽ ghi cái phần thức thực á, từ trang 7 mà đến trang 10 thì mình chia sẻ trong này. Thức thực à, sư ông dạy mình á, cho dù chúng ta không dùng thức ăn cảm giác và không tiếp nhận tiếng đồng hay thông tin nào ở ngoài, mình đóng hết sáu giác quan và mình nghe một thông tin gì cả, thì ta vẫn tiêu thụ một nguồn thực phẩm tiềm tàng, đó là tâm thức của ta và có tâm thức tập thể. Bởi vì không có bao giờ mà tâm mình trở thành trọng không, mà người ta hay hiểu là rộng ràng đó. Tức là tâm vắng mặt không đúng, tâm luôn luôn có mặt và tâm luôn luôn có đối tượng, nhưng mà nó có mặt là do suy tư hay nó có mặt là do cái mà mình có chánh niệm thì nó tiếp xúc mà không qua suy tư thì tâm thức vẫn có đối tượng. Ví dụ khi nãy mình nói mình khó khăn với mọi người, với gia đình, với ba, với mẹ, với chồng, với con, thế bây giờ mình cứ theo dõi thân mình, cứ theo dõi tâm mình, ta gọi là thân hành và tâm hành, và mình theo dõi những gì chung quanh mình, gọi là môi trường, đó là ý bảo, thì mình vẫn có đối tượng, nhưng mà đối tượng đó là do cái gì mà tiếp xúc. Thứ nhất là tàng thức nó tiếp xúc, nhưng mà tàng thức cũng thể là nhìn thấy thì nhờ mặt, không thể nghe thì phải nhờ lỗ tai, gọi là nhờ năm thức trước. Nhưng năm thức trước này á, mà nó liên hệ được với tàng thức là nhờ nó làm việc với ý thức có chánh niệm, tức là thức thứ sáu có chánh niệm. Mà thức thứ sáu có chánh niệm là thức nó biết như tàng thức, nhưng mà nó đánh đồng lên năm thức trước, cho nên có thể nhìn, có thể nghe, có thể cảm giác. Cái đó đó, thì cái đó nó nằm trong duy biểu. Phần này là phần trong duy biểu. Thì cái đó gọi là thức thực. Đó. Thầy sư ông dạy là tiêu thụ một nguồn thực phẩm tiềm tàng, đó là tâm thức của ta và tâm thức tập thể. Có hai loại tâm thức. Mỗi người thực tập chánh niệm ở nơi thân tâm mình đó là tâm thức cá nhân.
Nhưng mà mình ngồi một số đông như thế này, mình thực tập chánh niệm, đó là tâm thực tập tập thể, tâm thức cá nhân. Mà thực tập chánh niệm rất quý, nhưng mà thực tập tâm thức tập thể mà thực tập chánh niệm thì như một ngọn đèn điện, và đây là một thành phố đèn điện, cũng là đèn điện cả. Nhưng mà một thành phố đèn điện là cái sức sáng của nó bung lên trên trời, mà ta đứng xa ta nhìn có một vùng ánh sáng. Còn một ngọn đèn điện thì không bao giờ thấy được một vùng ánh sáng. Nó khác nhau giữa tâm thức cá nhân và tâm thức tập thể là thế. Cho nên tu cần tăng thân, cần rất là nhiều thì nó khác. Nhưng mà tăng thân của mình, gia đình hai người là tăng thân. Mà nhiều khi không có người nào hết cũng có tăng thân. Ví dụ nghe cái bà hàng xóm mà chửi con bà, mình thở, mình thấy thương, nói, cha mẹ khổ đã trần mà con cũng tội nghiệp khổ. Thành cái tư của mình nó khởi lên, đó là tăng thân của mình. Mình nghe tiếng chửi, mình thở chánh niệm là tăng thân của mình. Cho nên mình thành Phật là nhờ bà hàng xóm, bà chửi con. Chứ nói rằng con có tăng thân lắm, có đúng. Vậy thì khi mà mình có chánh niệm là vũ trụ này là tăng thân. Cho nên tăng thân khắp chốn quê hương nơi này, ở đâu cũng có tăng thân. Cho nên mình tu thì luôn luôn có sự sống chung của tập thể tu hành. Cư sĩ nam nữ, xuất sĩ nam nữ. Nhưng mà có một cơ duyên nào đó mình có tăng thân nữa. Thì dụ như thầy mình đi ngoại quốc á, năm sau sáu đâu có tăng thân đâu. Nhưng mà thầy mang tăng thân Việt Nam đi qua ngoại quốc, rồi cái hạt giống đó là thầy gây dựng tăng thân mới tại ngoại quốc. Sau 40 năm là làm cho đạo bụt chánh niệm này trở thành một vùng năng lượng nuôi xã hội Tây Phương cho tới bây giờ. Mà người ta biết tới Việt Nam là một nước sáng giả là nhờ không có tăng thân từ thuở ban đầu. Nó rất là lạ kỳ. Cho nên mình không bao giờ cô đơn. Mà khi mình tu chánh niệm á, thì vũ trụ đáp ứng. Cho nên đó là tâm thức cộng đồng. Hay là mình tu mà có chánh niệm thì bà con lối xóm của mình chung quanh mình đáp ứng, đó là tâm thức cộng đồng. Mình luôn luôn là có hai tâm thức, cộng đồng ở trong cá nhân và cá nhân ở trong cộng đồng, đó là thực thực. Vậy thì cái vấn đề là mình làm thế nào để mình làm phát khởi và nuôi dưỡng chánh niệm và kéo dài chánh niệm để cho có chánh định, và nuôi dưỡng cái định để cho cái tuệ giác nó tự đến, để thấy được cái chánh tướng của các pháp là vô thường vô ngã niết bàn. Thì ăn thua là cái đó thôi. Cho nên trên đời này có vô vàn khó khăn, nhưng không có khó khăn nào đáng kể, ngoài trừ một khó khăn là mình không thở có chánh niệm. Ngoài trừ khó khăn đó ra thôi. Còn không có khó khăn nào lớn hết, kể cả cái chết, kể cả tai nạn, sụp đổ hết những cái gì mình gây dựng xưa nay. Nhưng mà tâm thức của mình á, nó qua chúc thực, nó phải nhờ chúc thực. Cho nên trong tự thực á, đoàn thực, chúc thực, tư niệm thực đều liên hệ với thức thực cả. Bởi vì mình tối mà mình ăn no quá, ăn đồ ngọt nhiều quá, đêm đó cái vận hành của tâm thức mình nó khác. Còn mình ăn vừa đồ nhẹ, tâm thức mình khác. Đó, liên hệ đoàn thức. Rồi thì xúc thức là mình tiếp xúc
Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái sáng nay, những cái bánh này á, ta gọi là bánh sinh nhật, bánh tiệc nối. Nhưng mà bánh này không phải làm bằng kem đâu, làm bằng đông xương. Cho nên nó hiền hơn bánh thị trường nữa. À, đó đó, là vì mình đã sống đi theo hướng đó. Quý vị lên trên Trung Hiệp là xin một bình hoa sen về. Hay quá, rất là tuyệt. Rồi hôm qua đi chờ chủ, chắc chủ Kiên Tuệ mua cái bình gọi là Trường Sinh. Trường Sinh là sự tiếp nối lâu dài, mà cây lúa là đối với vùng mình là sự tiếp nối lâu dài, cho nên cái này là của gia đình thầy Phúc Sĩ, cái đó là của chủ Kiên Tuệ. Còn cái chậu này là lưỡi hổ. Cái này là nó làm cho không khí sạch mà muỗi nó ít tới. Cho nên cho mình cái này về mình chứng trên bàn chơi là thứ nhất, không khí sạch hơn rồi muỗi nó ít đó. Nhưng món quà là toàn là hẳn có phải là đắt giá, hẳn đơn giản. Còn những cái thức trái cây này là toàn thức ăn trị bệnh không á. Cái này là ăn trị bệnh không. Dù xoài rồi chuối cao rồi là loại bác sĩ yêu cầu mình ăn. À, cho nên chỉ những đây là những tấm lòng biểu hiện qua một số là phẩm vật, là nói lên rằng là mình có những người quan tâm đến đời sống của mình sâu sắc, mới cho mình những cái gì mà có thể nuôi cái đoàn thực. Đây là nuôi đoàn thực, đây là nuôi xúc thực. Thì mình có một cái niềm là năng lượng lớn hơn, và mình quyết định là suốt đời của mình nuôi dưỡng cái may mắn. Như khi nãy buổi lễ đã nói là mình có trò, có huynh đệ, có tự nguyện xem như là học trò của mình, thì mình nuôi cái đó. Cái đó gọi là tứ niệm thực, nó không suy nghĩ. Tứ niệm thực là nguồn năng lượng, nó đẩy mình phải hành động gì đó. Mà cái đó là do nhận diện đơn thuần đưa tới. Cái đó gọi là hành động im lặng, không làm gì hết, mình chỉ theo dõi thân hành, theo dõi tâm hành, theo dõi là vật hành một cách đơn thuần, không hề là lao tác, không hề mảy may mệt nhọc tốn năng lượng, mà nó có một sức mạnh vô bờ phát khởi. Cái đó ta gọi là hành động im lặng, đâu có nói gì đâu, đâu có làm gì đâu, mà hành động. Mà hành động là không chứng minh được. Hôm qua còn em ở Việt Thư tới để chia sẻ hoàn cảnh tu tập, khó khăn tu tập, thì con mới hỏi em á, bây giờ thầy hỏi con đang nghe không? Con nói là con ưa sống đúng thì tốt rồi, nhưng mà thế nào là đúng? Chiều sống đúng thì sống thế nào là đúng? Thế bây giờ con nói cho thầy, bây giờ con học rồi đó, bởi vì đại học mà. Duy tâm là gì? Duy vật là gì? Thì em nói duy vật là cái mà chứng minh được, người ta chứng minh được. Còn duy tâm là phần bên trong đó, chứng minh không có được. Thầy nói, à, bây giờ con nói là duy vật chứng minh được hả? Rồi hạt sống lượng tình con chứng minh cho thầy coi đi. Mà hạt sống lượng tính là vật chất. Vì nụ hoa nó, con đường nó, hòn sỏi nó, lầy nó, âm thanh nó là lượng tính hạt sống, chứng minh gì được. Như bao nhiêu quỷ, khí thì hạt, khí thì sống. Cho nên ta không thể nói nó hạt, mà ta cũng không thể nói nó là sống.
ta mới đề là lượng tính hạt sống chứng minh đi, duy vật đó. Còn duy tâm là gì? Là cái bên trong chứng minh được, thầy nói chứng minh được. Là vì sao? Khi mà mình thở có chánh niệm thì con người mình nó yên, nó thanh thản, nó buông thư, nó tự do, nó thoải mái, nó hạnh phúc. Cái đó ai nhìn vô ban đầu có thể không để ý, nhưng mà lâu ngày là cảm được vì này có một nguồn năng lượng gì đó mà hơn xưa nhiều lắm, và chính mình cảm được mà chứng minh được. Cho nên hãy nói ra là đúng chánh pháp, mà im lặng nghiêm mặt là cũng đúng chánh pháp. Quý vị có thấy hình sư ông không? Nên cái cuốn mà vì thầy thương yêu và hiểu biết á, sư ông đi thì là một bộ mặt nghiêm lắm. Rồi khi mà ở bên Pháp á, không biết là đàm thoại để mà vận động hòa bình chiến tranh, chấm dứt chiến tranh Việt Nam, sư ông vòng tay như thế này, ngầu lắm. Nó rất là nghiêm. Nhưng mà cái nghiêm đó là cái nghiêm của mỗi ưu tư trên nền tảng từ bi và hiểu biết. Rất là lạc kỳ. Mà khi sư ông cười cũng rất là dễ thương như trẻ thơ. Cho nên hai cái đó là một, nó không có khác với nhau cả. Vậy thì xúc thực nó làm cho mình là tăng trưởng thức thực, tư niệm thực nó làm cho mình tăng trưởng thức thực. Nếu ta tạo xúc thực làm tăng trưởng tiêu cực như đọc truyền giật gân, chơi điện tử bạo động, hay để nhiều thời gian lên mạng mà nuôi tâm xấu ác, hay ngồi lê đôi mắt vô bộ, như vậy ta tiêu thụ thức thực độc hại. Cho dù sau đó ta tránh xa xúc thực tiêu cực ấy, thì ta vẫn tiếp tục tiêu thụ lại các loại thức thực độc hại, hồi tưởng, bằng hồi tưởng. Cho nên có người chơi với độc hại nó khổ quá, buông hết. Đến nỗi trung mê nằm, nhưng mà đâu có trốn được, nó trôi lên mà. Cho nên có một em Việt Thư đó, tồi lắm, họ tu rất là tiến bộ, họ rất tới chùa rất là vui. Con nhân viên của con mà làm sai đó, con giận đó, là con nói, con thở, rồi con đợi chút yên tĩnh rồi con trao đổi, con làm được chuyện đó. Nhưng mà với mẹ con đó, con làm không có được. Con mẹ con lại ngồi lại là cãi tới đôi, đôi lúc giận nhau. Cho nên con muốn ở nhà, ra khỏi nhà là con hạnh phúc. Chứ ở nhà sống với mẹ sống. Thầy nói, con mong truyền thông với mẹ xin lỗi. Con có đường thoát đâu, tới chùa nó gọi là tiến bộ yên, tạm bờ thôi. Chứ con tới chùa mà có chánh niệm thực sự yêu thương mạnh là tự nhiên đối với mẹ là mình chỉ thấy mẹ khổ quá. Mẹ luôn luôn than thở, luôn luôn gây gổ, luôn luôn tranh cãi với mình và không thừa nhận một điểm tốt nào của mình cả. Là vậy vì bà không muốn như vậy đâu. Nhưng mà trong lòng bà nó đau khổ quá thì phải, bà phải làm chuyện đó, chứ bà làm chuyện gì đâu. Bà làm chuyện khác không có được. Mà hệ bà làm chuyện khác được là đời này bất công. Cho nên bà làm khác không có được. Vậy chúng ta mà không tu là chúng ta luôn luôn làm đau khổ cho chính mình và người khác. Mình bao giờ muốn làm tốt là tốt đâu.
Thì cái người Việt thưa cho thầy, họ chấp nhận thầy nói đúng. Nhưng mà họ thấy một cái điều cực kỳ khó. Thầy nói nếu con không làm, con chết rồi, cái nồi tết với mẹ vẫn đi theo con qua một biểu hiện khác, không có trốn chạy được. Mà khi mình có sự thực rồi là mình dám đối diện với cuộc đời, với tâm mình, với thân mình, với hoàn cảnh xung quanh. Người đó là người bạn lực. Đó là cái chuyện nó đơn giản vậy thôi. Thì tâm thức cộng đồng á, là mình nên chọn chỗ ở. Đó. Mình nên chọn chỗ ở. Nhưng mà mình ở một cái nơi mà yên tĩnh, một nơi hiền thiền. Nếu ta khởi tâm tạo thêm sự yên tĩnh và không gian cho tập thể để nuôi dưỡng niềm vui cho nhau, thì hãy nhớ là không một ai có thể tự làm được điều đó. Cho nên trên đời này mình có làm được điều gì một mình hết. Chúng ta làm được điều gì là chúng ta đều nhờ tập thể là phạm vi hẹp, nhờ cả vũ trụ là phạm vi rộng. Ví dụ như bây giờ thầy nói chuyện đây, làm sao mà thầy tự nói chuyện được? Làm sao được? Hắn phải có cái gì nó chuyển cái lời của mình đi tới cái mic, rồi từ cái mic tới cái máy chứ. Mà cái đó là thầy làm sao có khoảng không gian mà trong này có bao nhiêu cái tác động, cái giao thoa để truyền tải cái lời nói của mình đi. Điều này ông trời không làm được, mà phải nhờ cả vũ trụ này thôi. Đó, mình đâu có làm được. Cho mình nói hôm nay là mình chia sẻ Phật thoại, cả vũ trụ nuôi mình bữa cơm sáng là mình lên đây được chứ. Làm sao mà mình làm mình được? Cho nên trên đời này không ai có thể nói là con làm đó. Đó là đạo lý trên khởi. Một cái máy đồng là tác động cả càn khôn. Cho nên chánh niệm là nuôi dưỡng vũ trụ, mà thất niệm là đốt cháy vũ trụ. Vậy thì muốn cái nắng nóng này nó giảm bớt là mình phải thực tập chánh niệm. Vậy thì tâm thức cộng đồng là những chiếc chìa khóa từ mở cửa của niềm vui, của hạnh phúc cho ta. Tức là niềm vui hạnh phúc cho cộng đồng, vì tâm thức cá nhân đã bao gồm những yếu tố của tâm thức cộng đồng, và tâm thức đó phải là tâm thức có phẩm chất niềm, định và tuệ. Đó là mình nói về thức thực. Bây giờ mình trình bày liên hệ sách trong gia đình của Hector Malot. Sách này trình bày tư tưởng nhân bản của phương Tây. Ở đây được nhìn theo cái tờ giác Phật giáo hầu mong học hỏi được lẫn nhau, làm giàu cho hướng sống chung có ích hơn. Hôm nay trình bày ông Frank về phẩm chất gương mẫu. Trong cái tác phẩm này có hai nhân vật quan trọng, đó là ông Wolfgang và bé Perrin. Thì ông Wolfgang là ông là một giám đốc của một nhà máy có 7.000 nhân viên.
mà trong lúc ông bị mù, không thấy được. Nhưng mà ông có một cái khả năng của một con người, phải nói là từ giờ ông đi mà trong cái vùng của ông là ông biết, chỉ có bằng cả con người mình và bước chân thôi là ông biết đi tới vùng này là đi làm sao, về nhà là trong nhà đường nào là ông đi mình rất là chuẩn. Ví dụ tới thư viện là ông tới thư viện, tới giường ngủ là ông tới giường ngủ. Rồi 7.000 nhân viên mà ai chào ông là ông nói trúng tên liền. Rồi ra họp quyết định cái gì, ông nghe báo cáo xong là ông quyết định một cái là tội hầu rồi đó. Không ai có cái gì để cãi hết. Cho nên cơ sở của ông phát triển, ông trở thành 1 tỷ phú thời bây giờ. Nhưng mà ông thương đứa con trai quá. Ông xây một cái tòa biệt thự vô cùng lộng lẫy giữa xứ Paris để cho người con trai khi lập gia đình ở. Ông là người như vậy, luôn luôn quyết đoán, chủ động hết mọi vấn đề. Tài ba là như vậy. Và nhân viên là lương hưởng đầy đủ. 7.000 người đó mà nếu không có nhà máy là khó mà có kinh tế để sống. Nhưng mà ông có một cái điều là cái đạo đức của ông là ngang đó thôi. Nhưng mà khi gặp Perrin thì cô bé này là 10, 12 tuổi, ba chết, mẹ chết. Dọc đường từ Ấn Độ mà qua Pháp là không có tiền, phải đi đường vòng để chụp hình mà lấy tiền đồ nhập. Thì giữa đường là đau, ông bố chết. 6 tháng sau mẹ cũng đau, chấn động vì chồng chết. Nhưng mà sống thiếu thốn quá, ăn cũng thiếu, cái gì cũng thiếu cả. Mà có cái đặc biệt là họ không bao giờ xin. Làm có thì ăn, mà không thì chịu cực vậy thôi. Thì gia đình là đi trên chiếc xe kéo, do con lừa nó kéo, giống như mình xe bò nhưng mà có cái chân. Mà con lừa đi đường xa quá, nó ăn thiếu, uống thiếu, nghỉ thiếu. Cho nên là vật với người đều ốm. Thì khi mà cô bé đi về nhà máy, bởi vì mẹ trước khi chết có dặn Perrin con phải đi về cái vùng đó. Cái điều thứ hai, con nhớ rằng mẹ tin con sẽ hạnh phúc. Cái điều thứ ba là chồng bà, chính bà là sống một cuộc đời lưu động nhưng mà rất là nghiêm túc, rất đạo đức, thì nó ảnh hưởng đấy. Và dạy của bé Ấn Văn cũng như Phật Phán, trên đường di chuyển mà không có trường lớp, nhưng mà bé giỏi cả Ấn cả Pháp luôn, dù mới 10, 12 tuổi. Thì khi mẹ chết rồi là bé đi về cái sự mà ông Vun Trăng đang là giám đốc, thì vô làm nhà máy. Vô làm nhà máy thì bên đó cho đẩy xe rua, nên mình có mấy chiếc xe rua đó. Vật liệu ta làm xong muốn chở tới sản xuất là bỏ xe rua là bẻ đẩy thôi. Cho nên lương là phải nói là ăn đủ bánh mì mà không có một thức ăn nào hết, mà bánh mì là hàng chót đó, chứ không phải bánh mì dinh dưỡng sang trọng đâu. Nhưng mà về đó là bé rất là thông minh, rất là tài ba. Cuối cùng là trong cái xưởng máy đó cần người thông dịch cả Anh cả Pháp.
không có ai làm được chuyện đó, cho nên đưa bà vô cái chân là thông dịch cho giám đốc. Thì khi mà ở gần giám đốc rồi á, thì bà mới bắt đầu quan sát thầy ông hay chỗ nào, thầy ông dở chỗ nào. Thì là như ông cháu tỉ tê chia sẻ để hướng ông Vương Trăng đi về cái hướng mà xưa nay đã tốt rồi mà phải tốt hơn nữa mới được. Cho nên đứa con trai của ông chết. Thì ông mất hết khả năng cả thân lẫn tâm, làm lễ cầu hôn trong nhà thờ. Ông mù mà ông vô làm lễ nhà thờ là ông biết nhân viên không đi giữ bao nhiêu hết, cái nhà thờ trống nhiều lắm. Ông có một cái nhận thức mà gọi là tuyệt vời, ta gọi là người nhạy cảm. Ông buồn lắm, nhưng mà ông nói sau trong cái vùng ông quản lý, nhà dân có một cái bà chuyên môn say rượu mà giữ trẻ, khi nhà trẻ không có giữ hết thì bà say rượu cho nên cái nhà ông cháu là mấy đứa trẻ mà bị chơi là lấy diêm ra, chơi diêm làm cháy nhà luôn. Mà khi cháy nhà thì mấy đứa mà nằm trong nôi á là đâu có chạy được, không chạy. Thì ông tới, vui ra là họ thấy ông là họ khóc con, nhưng mà để ông để mà nói cần lời khỏe với ông. Thì về Perrin hỏi là ngày mai lễ cầu hôn các cháu ông có định đi dự không? Là không. Người ta vô ơn với ông cầu hôn cho con của ông, người ta đâu có đi dự. Nhà thơ trọng mà, bây giờ mặc với ông đi dự. Thì bà nói thế này, thưa ông đừng nghĩ rằng người ta làm cho nhà máy rồi ông trả lương là đủ đâu, không, không đủ. Mà ông phải đem cái tài sản của ông ngoài đồng lương ra, ông chăm sóc cho 7.000 nhân viên đó. Thì cả đó nhà máy sẽ phát triển. Và ông có một cái tình người, mình phải biến cái người mà xưa nay vô ơn với mình trở thành người bạn của mình. Thì ông này ông thấy bé nói hay quá, ông theo. Ông theo từ đó, ông lập nhà trẻ, ông xây nhà hàng để bán thực phẩm cho dân chúng, xây nhà cho thuê về giá rẻ, xây nhà mà mọi người thuê nhà là có một khu vườn để tự trồng rau ăn, giá rất rẻ, và những nhà trẻ rất là tiện nghi. Ông cho người đi nghiên cứu những cái nhà trẻ mà gọi là tiến bộ, mà không phải là do khuôn khổ đẻ ra, mà là do những người muốn làm từ thiện để chăm sóc trẻ. Ông về ông xây. Thì trong lúc đó là ông được mọi người thương, mà ông thương ông bao nhiêu thì thương Perrin bấy nhiêu, bởi vì họ biết là ông này chuyển hướng là nhờ cô bé này. Thì có một hôm, ông đợi tin tức của một người ông nhờ đi điều tra đó, điều tra ở Paris. Ông đứng nơi cửa sổ, thì bên ngoài đó, là trong công viên đó, người ta đang sửa soạn một cái gì đó. Thì không ngờ là ta sửa soạn cái ngày sinh nhật này này. Là 7.000 nhân viên tự động trang hoàng đủ thứ trong công viên mà chung của các nhà máy để chúc mừng ông Vương Trăng.
Thì trước đó sức khỏe ông tốt lắm. Nhưng mà khi họ chúc mừng á, ông rất là xúc động, về là sức khỏe coi như biến mất. Nhưng mà trong lúc cô giáo dạy cho Perrin, bởi vì Perrin học á, không có văn phạm, giỏi nói, giỏi nghe, mà viết ra là rất yếu. Thì ông nói ông sao, ông cái đó ông sao, ông sẽ lo cho con, thuê cô giáo dạy cho con điều này. Thì cô giáo khi mà nhận chuyện đó thì nói với ông Phun Trăng thế này: tôi sẽ cố gắng giúp ông, thứ nhất dạy Perrin, thứ hai quản lý tất cả nhà trẻ của nhà máy mở ra. Nhưng chính ông mới là người gương mẫu để giáo dục Perrin mà không phải là tôi. Tôi làm hết trách nhiệm của tôi nhưng mà không phải. Thì cô giáo khẳng định rằng đời của ông Phun Trăng là một kỳ gương, tức là thánh giáo, có thể dạy cho bé Phun Trăng được. Nhưng mà tuy cái gương là vậy đó, nhưng mà tại sao khi nhà chạy thì ông không chịu đi dự lễ cầu hôn? Nhưng mà khi mà Perrin đã nói rồi thì ông nói với nhân viên, ông trông coi, phụ ông trông coi nhà máy, là nói về các gia đình và nói về cha xứ địa phương là đám tang của các cháu tôi lo hết, và lễ cô hồn tôi đến dự. Nội chân đó không là hàng thay đổi cục diện tâm lý của 7.000 nhân viên. Thì cứ như vậy đó. Nhưng mà nếu tại sao ông lại, khi mà người ta lên đọc diễn văn để chúc thọ, chúc mừng ông cái ngày sinh nhật của ông, là về là sức khỏe mất hết, xúc động. Mà ông có bệnh ho, bệnh tim, bệnh cao huyết áp. Thì như vậy là cái con người sống vì mọi người và biết nâng cái hiền thiện từ cấp bình thường đến thâm sâu nhờ bé Perrin. Nhưng ông vẫn không có chủ động được. Là vì gì? Cái cuộc đời ông là cuốn sách trong gia đình muốn tải cái tư tưởng nhân bản đến cho độc giả. Nhưng mà thiếu một cái là không chủ động được thân tâm của mình. Đó là thiếu tuệ giác của Đạo Phật. Cho nên trên này á, là ở đây được nhìn bằng tuệ giác Phật giáo, hầu mong khỏi lẫn nhau, tức là giữa mình và tác giả, giữa mình và độc giả, để làm giàu cho hướng sống chung có ích lợi hơn. Hôm nay trình bày ông Phun Trăng về phẩm chất gương mẫu. Cái câu ở trong danh bài là vậy đó. Con bé Perrin, tài ba như chúng ta nói đó, thông minh, và khi mà học với cô giáo học rất tận tình. Cô hỏi em có chịu khó học này, cô đừng lo, cô cứ dạy thôi, còn cái học đó, là em sẵn sàng. Nhưng mà khi hướng dẫn cho ông, gửi cho ông Phun Trăng mà trở về con đường hiền thiện thâm sâu, đạo đức thâm sâu rồi, nhưng mà ông Phun Trăng sức khỏe hồi phục, thì cái ông mà đi điều tra tin tức ở Paris đó, đi về xác nhận rằng con trai ông đã chết. Nhưng mà cũng đồng thời xác nhận rằng ông có theo dõi con của hai vợ chồng này bây giờ sống ra sao. Tẻ ra con của hai vợ chồng này chính là Perrin. Tức là cái người xưa nay phụ tá cho mình tài ba như vậy là cháu nội của mình.
Thì khi mà biết đây là cháu nội rồi, thì ngày xưa ông ghét mẹ Peren lắm. Nói cái con Ấn Độ này cảm vô con tôi, cho nên con tôi nó không về với tôi được. Anh nói, cái người gì xấu xa, Peren can gì cũng được, mà đến rồi. Còn hôm Peren nói sâu vào chuyện đó qua, thì ông giận, từ đó Peren không nói nữa. Nhưng mà khi cái ông điều tra về xác định đây là cháu nội rồi, trời ơi, ông mừng là cái ngày chúc thọ đó chính là cái ngày mà khám phá ra Peren là cháu nội của mình. Cho nên khi mà họ chúc thọ thì ông nói thế này này, hôm nay quý vị chúc tôi rất xúc động. Nhưng mà có một điều là ngày tổ chức sinh nhật của tôi là đúng cái ngày tôi tìm ra được cháu nội của tôi là ông Bông Peren lên. Ui, sẽ làm mọi người hoan hô vang trời luôn. Nhưng mà khi ông giải phẫu, ông thèm là phải nay thấy được mặt mũi của đứa cháu nội mình. Thì bác sĩ về cho ông một chế độ ăn uống gìn giữ một thời gian sẽ giải phẫu được. Nhưng mà khi giải phẫu xong á, nói ông muốn sử dụng đôi mắt này trở lại bình thường á, nhìn xa được đeo kính gì, nhìn gần được đeo kính gì, thì ông phải giữ một cái chế độ nghiêm túc một thời gian dài. Thì trong thời gian dài đó đó, Peren mới nghĩ thế này, chỉ cần một cái trở lành, chỉ cần một cảm xúc là ông Wolfram sẽ bị ho, mà ho là coi như cái cuộc giải phẫu đôi mắt bị phá vỡ. Thì bé mới nghĩ, mình gặp ba mẹ mình, ba mẹ rất tuyệt vời, cho mình sự sống hiền thiện, rồi bỏ mình bơ vơ giữa cuộc đời. Vô lẽ hôm nay mình gặp ông nội mình cũng rất là tuyệt vời. Rồi qua giải phẫu này mà biến động một cái, cũng bỏ mình bơ vơ cuộc đời hay sao? Peren cũng không chủ động. Đó là tư tưởng nhân bản, nhưng thiếu tuệ giác của Đức Thế Tôn. Đó là cái điều mà cái câu trên giảng bài á, muốn nói tới chuyện đó. Hôm nay chúng ta gửi cho nhau những cái điều này. Để biết rằng là mình cần học hỏi những cái tư tưởng uyên ảo của bên ngoài. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải thực tập chánh niệm thế nào để mình thấy rằng ở đó nó có một cái chỗ rất quý giá là tư tưởng nhân bản cao vời. Nhưng mà có một lỗ hổng rất lớn là thiếu niềm định tuệ. Đó là cái vấn đề. Để cho độc giả của mình khắp nơi đó, khi ta đọc mà chưa nghe những cái điều chia sẻ này, thì người ta tưởng tác phẩm là tuyệt quá, được Viện Hàn Lâm Pháp tặng thưởng, nhưng mà vẫn có chỗ học như thường. Và nếu cho đó là một tư tưởng quá quý giá như là lẽ sống của mình, thì đời mình không tiến bộ được. Cho nên mình phải học, nhưng mà mình phải biết nhìn, để rằng mình tôn trọng tư tưởng của Tây Phương, nhưng đồng thời mình thấy cái giàu có của xã hội Đông Phương, trong đó đặc biệt là của Việt Nam. Cho nên đất nước con người Việt Nam may mắn nhờ có tổ tiên và con cháu sống được với tuệ giác tương tức. Bây giờ mình đi qua thi kệ. Để mới thở, theo dõi thở khi ngại là mình nói cho nhau nghe rồi. Gọi là phương pháp thân diệu để nhiếp tâm và tình ý. Nhiếp tâm tình ý tức là gì?
là nhận diện đơn thuần. Mà nhận diện đơn thuần là hành động im lặng. Rồi câu thứ hai, hiểu biết và thương yêu là chất liệu làm nên hạnh phúc. Mà hiểu biết là thấu hiểu, mà thương yêu là từ bi. Một bên tuệ giác, một bên là từ bi. Vậy thì cái này á, là ngày mùng 6 có câu là trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người vô sự cũng có thể an lạc, mỉm cười và cảm thấy thoải mái được. Người vô sự là trong tác phẩm của Ngài Lâm Tế đó. Con người vô sự là của Ngài Lâm Tế. Mà người vô sự tức là người có chánh niệm, có niềm định tuệ là người vô sự. Còn thiếu chánh niệm là người hữu sự, người sinh sự. Rất là đơn giản. Cho nên mình có thể đang đi trên hướng để thành tựu người vô sự được, như Ngài Lâm Tế muốn. Tình thương sẽ cho em thấy tình trạng đất nước, nhân loại. Tình thương sẽ dạy cho em hành động. Đây là nói về tuổi 20. Trên lịch họ trích trong nói về tuổi 20. Tình thương sẽ cho em thấy tình trạng đất nước, nhân loại. Tình thương dạy cho em hành động. Thì tình thương tức là chánh niệm. Mà khi mình có chánh niệm, mình thương được mình rồi á, thì mình hiểu rõ đất nước mình. Mình hiểu rõ được nhân loại, cộng đồng con người của mình. Và có chánh niệm thì mình biết nên làm gì và không nên làm gì. Đó ta gọi là hành động im lặng. Thì tất cả những cái bài thi kệ mà chúng ta thường trao đổi với nhau là để mình biết rằng thầy mình một vấn đề thôi mà trình bày dưới rất nhiều khía cạnh. Mà nếu mình nắm được cái lõi là mình càng đọc càng rối, mình biết thầy dạy cái gì. Cho nên quý cô giáo viên xin thầy Pháp Sĩ Quân Lịch hằng ngày tặng cho quý cô. Nói quý cô về viết trên bảng này, ngày một câu, để cả chúng cùng nhau đọc, chứ ai có lịch mà đọc. Rồi cùng học, cùng quán chiếu, cùng trao đổi với nhau, mà không biết quý cô xếp cách hay là viết chưa, cho bữa trước qua thăm, thấy chưa nhúc nhích gì hết. Cho nên á, bạn mình đôi lúc mình nói vậy đó mà không thấy được cái tầm vóc quan trọng cả nào. Tưởng đâu quan trọng gì đâu, mấy chuyện này mà thầy dạy kỹ lưỡng. Cũng nó dạy trao đổi kỹ lưỡng là uống nước nhiều mà ăn liền không tốt. Ăn xong uống nước nhiều liền không tốt. Không quan trọng gì mà nói bắt cái chuyện đó. Quan trọng vô cùng. Nó là đoàn thực, nhưng mà nó là thức thực. Nó là tứ niệm thực, nó là chúc thực. Cho nên giới luật của chúng ta ở trường hợp nào cũng trình bày là nên thực tập tứ thực. Bây giờ phần đọc thư. Đây là thầy có 3-4 bức thư. Viết tay có
đến mấy con. Thì những người này đó, là họ tu tập. Họ tu tập là rất có kết quả. Nhưng mà có những vấn đề họ rất là không lưu tâm. Cho nên nhờ những cái bức thư này, khi mà mình gặp, mình chia sẻ, họ vỡ lệ ra. Tại dù mà có một em nói là con muốn sống đúng và nhờ con tin nhân quả. Thầy hỏi con tin nhân quả là tin sao? Tức là nhân quả mình thường nghe là gieo đầu được đầu, gieo bắp được bắp, là nhân quả. Ăn hiền ở lành thì gặp may, ăn không hiền ở lành thì gặp dữ. Con tin nhân quả kiểu đó phải đại giả là cái đó không phải Phật dạy. Phật dạy nhân quả kiểu đó. Bởi vì cuộc đời mình nó có một cái chuỗi dài, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chứ đâu phải là cuộc đời mình là từng khúc, như khúc khoai cắt từng khúc đó. Hôm nay mình nói một câu không có tốt, đúng rồi, sẽ chịu quả không tốt. Nhưng mà bữa qua mình làm nhiều việc tốt quá, thì cái câu không tốt hôm nay cái bữa qua nó hóa giải. Cho nên còn nói câu không tốt mà không hưởng kết quả xấu bao nhiêu hết. Rồi khi mà mình nói một câu không tốt thì đương nhiên là có cái năng lượng không tốt nó đi ra. Nhưng mà mình nhận ra liền, mình nhận ra là hành động là mình nói không tốt liền, thì tự nhiên cái tâm mà suy trừ trở lại rằng là mình phải tu tập thêm nhiều, mình phải biết thương yêu. Và lúc đó là mình trở về nắm lấy hơi thở, thì cái lời nói tâm không tốt đó nó được cái tốt này bắt gặp và hỏi giải. Cho nên có gieo đó mà không hưởng gì hết. Mà trong lúc ấy, có những cái không gieo mà hưởng. Thì dù như môi trường này này, thực sự chùa mình không định đổi mà ăn ở quá tệ với môi trường. Nhưng mà bây giờ nắng nóng thì hưởng giống như người xả rác tùm lum ấy chứ. À, nó rõ ra. Mình có gieo một cách là quá quắt đâu mà bây giờ nóng cỡ này. Nhưng mà không. Cái đó gọi là mình không gieo mà hưởng là sai. Bởi vì sao? Bởi vì người ta xả rác ra nhiều là bởi vì mình sống sau đó mà chưa giúp người ta ý thức được. Cho nên người ta xả. Thì dù có những người mà tới đây rồi mà họ ý thức được rồi, về là cái việc xả ra của họ như xưa giảm xuống liền. Nhưng mà mình chưa làm đủ sức để làm chuyện đó, làm mức độ nào đó gọi là hạn chế thôi. Cho nên cái vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn tăng lên. Mà cho dù nó có làm hết sức như Đức Thế Tôn nữa, thì xã hội Ấn Độ bây giờ cũng là đau khổ như xưa, và chưa có một đoàn thể nào biết tu tập theo Đức Thế Tôn hết. Đó là quê hương của Đức Thế Tôn. Thế thì ngài gieo quả đâu? Hắn nợ chỗ khác. Thì dùng nợ Việt Nam, nợ nước khác chứ, đâu có mất được. Nhưng mà Ấn Độ thì chưa, cho tới giờ phút này chưa. Đó. Thành ra mà cái nhân quả đó là có một cái điều gọi là sát na. Còn nó không bao giờ là hẳn có thời gian dài hay ngắn. Nó là sát na. Gieo là hưởng liền, nhưng mà hóa giải là cũng hưởng liền. Vậy thì bây giờ nói
Con tin nhân quả là con tin cái gì? Nhưng mà điều á, cái lòng tin của con tốt cho nên tới đây. Mà tới đây cho nên bây giờ mình ngồi đây mình nói chuyện con mình vợ lại ra, cho nên cái tin nhân quả ban đầu không chính xác. Nhưng mà nhờ nó, thì thầy hồi xưa phải đi tu trật. Nhưng mà thao thức tu cho nên nhờ cái trật đó đó, nhưng mà cái thao thức vẫn nuôi, cái tư niệm thực vẫn có. Cho nên bây giờ thầy mới gặp được cái mà như thầy đang có hôm nay. Cho nên nhân quả là vô ngã, chứ không phải nhân quả là để có một cái ta để mà gieo nhân, rồi còn cái ta là phải đón nhận nhân quả. Vô ngã mà vẫn có nhân quả. Đó là vấn đề. Cho nên vấn đề này là không thể biết hết về nhân quả, không có thể nói gì về nhân quả. Mà khi nào có chánh niệm thì anh tự biết lấy nhân quả như thế nào. Cho nên Đức Phật á, là ngài có thể biết Ấn Độ sẽ đi về đâu, nhưng mà cái điều đó không phải là ngài quan tâm. Cũng như thầy mình á, bây giờ tình trạng của thế giới như thế nào thầy biết, nhưng mà điều đó không phải là làm cho thầy giảm bớt cái tuệ giác của mình. Thế giới có sụp đổ thì hiện tại mình vẫn phải thở cho bình an, mới may ra đóng góp một phần nào để lấy bớt cái sự đau thương của xã hội. Trời đất này có thể là tan tành, mà phải tan, đó là cái luật rồi. Nhưng mà nếu mình biết là nó sắp tan hoặc đang tan, thì lúc đó mình thở chánh niệm là cứu vạn trời đất không tan, mà nó vẫn tan. À, đó là cái tu của mình, cho nên mình không bao giờ thấy rằng phải lo ngại một điều gì. Chỉ ngại một điều là mình chật mạng, quên thở, quên cười cho có chánh niệm. Chúng con kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Hôm nay nhân ngày quán niệm, chúng ta dự hai phần của một ngày tu tập. Con xin biết ơn thầy, biết ơn đại chúng đã cho con cơ duyên để trình bày đôi điều với quý thầy, quý sư cô và các bạn.
con kính thưa thầy, kính thưa thầy, kính thưa cô và toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay rất là đặc biệt, là ngày mà chúng con ý thức thầy có mặt biểu hiện ở đây, nên chúng con cũng có mặt ở đây để có mặt cho thầy. Và chúng con nương tựa nhau và nương tựa thầy để tu học, nuôi dưỡng con đường hiểu biết và thương yêu. Con biết là thời gian thầy ngồi cho pháp thoại cũng đã dài, nhưng mà với tâm lòng biết ơn của chúng con sẽ dâng lên thầy những bài hát để ca ngợi, để thực tập cái sự có mặt của nhau hạnh phúc trong giờ phút này. Trước khi quý sư cô cúng dường thì đại chúng với chúng ta hát với nhau một bài để mừng cái ngày đặc biệt biểu hiện của thầy ở trên cuộc đời này. Chúng ta hát với nhau bài Ta Hạnh Phúc liền giây phút này. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyên dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, hồng buông thả sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thông dòng khi bước thẳng thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, hồng buông thả sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thông dòng khi bước thanh thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Và xin đại chúng cho một tràng hoa tay. Và bây giờ xin mời quý thầy, quý sư cô sẽ lên trên này để hát tặng cho thầy.
ngày thông dòng bước, bàn tay gieo hạt.